Gỗ chắc là gỗ gì? Giá gỗ chắc hiện tại bao nhiêu tiền? Hôm nay thì Sơn sẽ chia sẻ với các bác về một cái dòng gỗ mà có độ quý hiếm bậc nhất thuộc tứ đại vương mộc. Đó là dòng gỗ chắc vô cùng huyền thoại mà anh em Sơn đang có ở đây. Oh my god! Wow! Gỗ chắc là một trong những dòng gỗ được các vua, các quan hay là những vương giả giàu có bậc nhất của Việt Nam mình hồi xưa sử dụng. Các bác có thể sẽ chứng kiến được nhiều cái căn nhà gỗ chắc, nhiều tác phẩm bằng gỗ chắc, hay là có một tác phẩm rất là nổi tiếng, đó là một chiếc ghế của một vị vua ở bên Trung Quốc, trị giá niên đại là khoảng 800 năm tuổi, để rất là bền. Dòng gỗ chắc nếu các bác để trong nhà thì gần như không bao giờ hỏng. Nên là nếu các bác sử dụng gỗ chắc thì gần như có thể bảo hành các bác trọn đời, trừ các bác bảo hành nước sơn thì có thể sẽ sơn lại. Tuy nhiên rằng chất lượng của nó thì các bác yên tâm tuyệt đối là trọn đời. Các bác suy sử dụng cái điều gì đó thì chúng ta sẽ lưu truyền được muôn đời về sau. Nếu mà chúng ta sở hữu được cái tác phẩm gỗ chắc này thì giống như là chúng ta tích vàng, tích của ở trong nhà. Bởi vì sao? Bởi vì nó luôn gia tăng giá trị. Gỗ chắc thì nó không bao giờ giảm giá các bạn. Gỗ chắc thì nó luôn tăng giá. Ngày xưa thì cái thời điểm mà Trung Quốc mà qua mua gỗ chắc nhiều thì nó trị giá vài triệu đồng trên một cân. Gỗ chắc nhỏ thì cũng đã hơn 1 triệu rồi. Còn vài triệu đồng, thậm chí vài chục triệu nếu như mà có những cây gỗ chắc lớn. Đặc biệt chắc mà chắc hàng cột để làm cột nhà ấy, thì giá trị của nó rất là cao các bạn ạ, rất là cao. Gỗ chắc thì bây giờ vẫn đang định giá là bằng ký, cân ký lên bán. Và đặc biệt là đối với các những cái sản phẩm mà bằng gỗ chắc thì nó có độ bền này, nó có mùi đặc trưng riêng, màu đặc trưng riêng, vân cũng đặc trưng riêng. Vậy thì chúng ta đi tìm hiểu chi tiết xem gỗ chắc là gỗ gì. Đây là một dòng gỗ thuộc nhóm 1A, dòng tứ đại vương mộc. Dòng gỗ nhóm 1A là gì ạ? Là dòng gỗ quý, có độ hiếm và đặc biệt là phải có mùi thơm. Thì gỗ chắc này có một mùi hơi khét, nhưng mà chúng ta có thể gọi đó là mùi thơm cũng được. Căn bản đây là mùi gỗ tự nhiên. Bây giờ thì Sơn sẽ chia sẻ một chút thông tin về thông số kỹ thuật cũng như là một vài yếu tố về liên quan lý thuyết một tí. Đó là gì ạ? Gỗ chắc là một loại gỗ cứng thuộc nhóm Fabaceae, thường được tìm thấy ở các khu vực như Đông Nam Á, Châu Phi, Nam Mỹ với màu sắc đẹp, thường là màu nâu đậm hoặc đỏ, có vân gỗ tinh tế và độc đáo, được ưa chuộng trong sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp, đồ gỗ mỹ nghệ, chất liệu xây dựng, đặc biệt là khả năng chống mối mọt và vẻ đẹp tự nhiên cao. Nó cũng thường được sử dụng trong việc làm trang trí và cũng như là đồ mỹ nghệ tinh xảo. Đối với cái giá trị về những sản phẩm từ gỗ chắc đều được đưa vào những tay nghề thợ cao. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đây là một dòng gỗ quý. Vậy nên là nếu đưa vào một tay nghề thợ bình thường hoặc là thợ trung bình thì sẽ vẫn là lãng phí. Bởi vì tiền gỗ cao, vậy nên cần phải làm đẹp để bán giá cao thì nó mới xứng đáng với giá trị của dòng gỗ này. Và hiện tại thì ở Việt Nam mình đang ưu tiên bảo tồn gỗ chắc rất là nhiều. Và hầu hết các dòng gỗ chắc hiện tại đều là chỉ là những cây, những cái gốc cây từ ngày xưa. Ở đây thì anh em Sơn có một vài cái tác phẩm, thì anh em các bác xem ở video tiếp theo thì Sơn sẽ quay về review thêm về tác phẩm này. Tuy nhiên rằng trong video này thì Sơn nói về gỗ chắc nhiều hơn. Thì ví dụ như đây là một cái dòng cây kiểu như là những khúc mà những người đồng bào họ nhặt được sau khi mà cây đã chết rồi, thì sẽ còn những cái gốc cây thì sẽ nhặt về để tạo thành những cái tác phẩm từ gỗ chắc. Vậy nên là gỗ chắc thường rất là quý hiếm, bởi vì cái độ ít và độ hiếm có của nó, vậy nên là nó đắt tiền. Cái dòng gỗ này ấy, thì hầu hết là của Việt Nam là chất lượng nhất các bạn. Việt Nam hay Campuchia hay Lào thì đều chất lượng, nhưng Việt Nam mình là chất lượng nhất. Nên là gỗ chắc Việt thì được ưa chuộng và được người Trung Quốc người ta sử dụng nhiều bậc nhất luôn. Cái thời điểm giá cao thì nó trị giá vài triệu, thậm chí vài chục triệu trên 1 kg gỗ chắc như thế này. Và nếu mà ở trong nhà của một người chơi gỗ thì nhất định phải sở hữu được một tác phẩm bằng chất liệu gỗ chắc. Đặc biệt là phải chất lượng một tí, đúng không ạ? Mình chơi ít thôi nhưng mà nó chất, nó sướng. Chơi đến đâu nó đẳng cấp đến đấy, đúng không ạ? Thì đến nhà khi mà giới thiệu khách hay giới thiệu bạn, giới thiệu bè thì mình mới oách, select, mình sướng, mình vui. Bạn bè có cái câu chuyện thú vị để mà trao đổi với nhau. Amazing, good job em. Nếu mà các bác có quan tâm hoặc có câu hỏi gì thì cứ comment ở bên dưới. Anh em Sơn sẽ làm video nhiều hơn để hỗ trợ các bác được nhiều hơn. Rất là cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Xin chào.